Chào mừng các em đến với môn âm nhạc lớp 8. Tuần này chúng ta sẽ học tiết 13 với những nội dung: 1. Ôn hát bài hò Ba Lý. 2. Học nhạc lý thứ tự các dấu thăng giáng ở hóa biểu và giọng cùng tên. 3. Tập đọc nhạc số 4. Cô mời các em cùng ôn lại bài hát Hò Ba Lý. Cùng bước sang học nội dung thứ hai, đó là tìm hiểu về thứ tự các dấu thăng giáng ở hóa biểu và giọng cùng tên. Chúng ta sẽ nắm ý thứ nhất, đó là hóa biểu có dấu thăng. Như vậy, để xác định được giọng của bản nhạc cần dựa vào yếu tố nào? Để xác định được giọng của bản nhạc, chúng ta sẽ dựa vào hóa biểu và nốt kết thúc. Vậy hóa biểu là gì? Hóa biểu là những dấu thăng và dấu giáng nằm ở đầu khuôn nhạc. Bài hát có sử dụng dấu thăng. Chúng ta sẽ hiểu tùy vào bài. Có bài sẽ viết ở một dấu thăng, hoặc là có bài sẽ được viết ở hai dấu thăng. Nếu bài hát viết ở một dấu thăng thì trong bài sẽ có dấu pha thăng. Nếu bài hát viết hai dấu thăng thì trong bài sẽ có dấu pha thăng và đô thăng. Ngoài ra cũng có bài hát viết ở ba dấu thăng, hoặc là bài hát viết ở bốn dấu thăng. Như vậy, nếu bài hát viết ở 3 dấu thăng thì sẽ có dấu pha thăng, đô thăng và son thăng. Nếu bài hát viết ở 4 dấu thăng thì trong bài sẽ có dấu pha thăng, đô thăng, son thăng và dê thăng. Như vậy, các em có nhận xét gì về quy luật viết dấu hóa thăng ở hóa biểu? Chúng ta thấy từ pha lên đô, từ đô lên son, từ son lên rê, được viết theo một quãng 5. Như vậy chúng ta có thể kết luận dấu hóa thăng được viết theo quãng 5. Bên cạnh những bài hát viết ở dấu thăng thì cũng sẽ có những bài hát viết ở những dấu giáng. và cũng sẽ tùy vào từng bài hát. Cũng sẽ có bài viết ở một dấu gián là dấu si gián, hoặc là cũng có bài hát viết ở hai dấu gián là dấu si gián và mi gián, hoặc là có những bài hát viết ở ba dấu gián như là si gián, mi gián, la gián, và cũng có bài viết bốn dấu gián như là si gián, mi gián, la gián và đê gián. Từ những ví dụ này chúng ta có thể hiểu là về quy luật viết dấu hóa gián ở hóa biểu. Như vậy để biết về quy luật viết dấu hóa ở hóa biểu, ở giọng có sử dụng dấu thăng thì dấu hóa thăng được viết theo khoảng 5. Còn ở dấu hóa gián thì sẽ được viết theo khoảng mấy? Các em tính cùng cô, ví dụ từ nốt si lên nốt mi là khoảng 4, từ mi lên la cũng là khoảng 4, và la lên rê cũng là khoảng 4. Như vậy chúng ta kết luận dấu hóa gián được viết theo khoảng 4. Và chúng ta nắm thêm một phần, những bài hát mà viết ở dấu thăng thì sắc thái của bài hát sẽ vui tươi, còn những bài hát viết ở dấu gián thì sắc thái của bài hát có vẻ hơi buồn. Kết hợp với kiến thức chúng ta đã tìm hiểu ở trên thứ tự các dấu thăng gián ở hóa biểu, chúng ta sẽ tìm hiểu giọng cùng tên. Để hiểu được giọng cùng tên là gì, chúng ta cùng quan sát và so sánh hai ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất là giọng la thứ. Chúng ta nhìn xem đầu hóa biểu có một dấu thăng hay là nhiều dấu thăng, hay là có dấu gián hay nhiều dấu gián, như kiến thức chúng ta đã học ở trên hay không. Và kết thúc là nốt gì? Giọng la thứ, đầu hóa biểu sẽ không có thăng gián gì cả, và kết thúc sẽ là nốt la. Chúng ta tìm hiểu qua ví dụ thứ hai là giọng la trưởng, xem có khác gì với giọng la thứ không nhé. Giọng la trưởng chúng ta thấy khác là gì? Đầu hóa biểu có 3 dấu thăng: nốt pha thăng, nốt đô thăng và nốt son thăng. Và giống ở giọng la thứ là kết đều là nốt la. Như vậy khi hát một bài hát viết ở giọng la thứ thì chúng ta sẽ hát không thăng và không gián. Nhưng khi hát một bài hát viết ở giọng la trưởng thì trong bài sẽ có nốt pha, nốt đô và nốt son thăng. Thì lúc đó các em sẽ phải hát theo như hóa biểu của bài. Rồi, giờ chúng ta sẽ thấy được sự giống nhau. Có âm chủ là nốt la và khác nhau. Hóa biểu không có dấu hóa là ở ví dụ 1, và hóa biểu có 3 dấu hóa thăng là ví dụ 2. Và hai giọng này được gọi là hai giọng cùng tên. Như vậy kết luận giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ, có cùng âm chủ nhưng khác hóa biểu. Cô chờ chúng ta tiếp tục bước sang phần tập đọc nhạc số 4. Cô mời các em cùng tìm hiểu bài qua một số câu hỏi. Quan sát và nhận xét bài tập đọc nhạc số 4 về nhịp, trường độ và cao độ. Chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy được bài tập đọc nhạc viết ở nhịp 24. Trường độ sẽ gồm các nốt trắng, nốt đen, nốt móc ten chấm dôi, nốt móc đơn và nốt móc kép. Cao độ thì gồm có độ, rê, mi, fa, son, la. Bài tập đọc nhạc số 4 này cô sẽ chia thành 4 câu. Câu thứ nhất, từ nốt son đến nốt mì. Câu số 2, từ nốt pha đến nốt đồ. Câu số 3, từ nốt đồ lên nốt mi. Và câu cuối cùng, từ nốt pha xuống nốt đồ. Rồi các em hãy đọc tên nốt bài tập đọc nhạc nhé. Nốt đầu tiên của chúng ta là nốt gì? Son, la, la, fa, fa, son, son, mi, fa, fa, rê, rê, mi, mi, đồ, đồ, rê, mi, fa, son, la, la, fa, fa, son, son, mi, fa, fa, rê, rê, mi, mi, đồ. Các em đọc lại lần nữa với cô. Son, la, la, fa, fa, son, son, mi, fa, fa, rê, rê, mi, mi, đồ, đồ, rê, mi, fa, son, la, la, fa, fa, son, son, mi, fa, fa, rê, rê, mi, mi, đồ. Cô mời các em cùng nghe qua bài tập đọc nhạc mẫu. Cô mời các em cùng nghe mẫu câu số 1. Cô mời các em cùng nghe lại một lần nữa. Cô mời các em cùng đọc câu số 1. Cô mời các em cùng đọc một lần nữa. Chúng ta tiếp tục tập qua câu số 2. Cô mời các em cùng nghe mẫu câu số 2. Các em cùng nghe lại một lần nữa. Chúng ta cùng đọc câu số 2. Các em cùng đọc lại một lần nữa. Chúng ta tiếp tục qua câu số 3. Mời các em nghe mẫu câu số 3. Các em nghe mẫu lại một lần nữa. Chúng ta cùng đọc câu số 3. Các em cùng đọc lại một lần nữa. Chúng ta nghe mẫu câu số 4. Chúng ta nghe lại một lần nữa. Các em cùng đọc nhé. Các em cùng đọc lại một lần nữa. Các em cùng đọc nốt lại cả bài hoàn chỉnh. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Ở nhà các em chuẩn bị bài tiết cho tiết sau, và tuần sau chúng ta sẽ ôn thi học kỳ 1.